Nguyễn Quang Hưng. Này chị đừng đọc nhầm tên em buồn. Nó đang nóc một thằng này, anh Tuấn từ em Tuấn ơi. Hello Hưng nha, hello em. Bạn anh ơi. Dạ ai? Nó cay hết rồi hay sao ấy? Nó cay hết rồi. Thôi em nghĩ cầu không có ai, cầu có nó đã bắn mình. Đi anh Tuấn ơi. Đi à? À, đi nhưng mà cầm cái thì anh lái đi, ra trái. Ừ, đi qua trái một tí. Phạm Khắc Anh mất tiêu luôn. Không biết mình có được kêu không? Ôi ba bờ này. Còn 6 thằng nữa. Cáp Nguyễn Minh Tuấn, hello nè. Hello Minh Tuấn nha, hello. Chào Minh Tuấn nha. Mình ngại cầm cái bộ này chơi quá. Nó cứ bị to to ấy. Nó cứ bị lông lá. Hello Quang Hưng nha, chào Quang Hưng. Hello Cáp Minh Tuấn nha. Hello ông Đoàn Công Tu, nghe xinh. Chào anh Đoàn Công Tử, hello anh nha. Nó nhìn thấy rồi anh Tuấn ơi. Nó nhìn thấy rồi. Nguyễn Minh Quân, giọng bà ấm VCS. Chào Quân nha. Hello Quân. Hello. Không có cái giáp nào ở đây, à không có xác nào ở đây. Bên trên mới có. Giáp đi nhỉ. Thế mà vừa nãy không đá qua quả thính. Thính đâu? Có, vượt đây này. Watch out. Ôi. Sáu thằng nữa. Phải để ít nhất hai. Ăn chờ. Có thằng bay hướng trên á. Hello Minh Đức nha. Hello Minh Đức nha. Chào Long nha. Hello cháu. Bài đào cháu nha. Mà cái bộ này bắn nó không tự tin. À có thằng chết rồi. Watch out. Đi phải đó, đồ, đồ cỏ này. Watch out. Này watch out. Đồ cỏ nha. Cái thằng ốp. Đồ cỏ đấy. Thằng đấy thằng đồ cỏ ấy. Cái trời có này. Jin Công Huynh, hello Nelert. Mày bò. Hello Jin Công Huynh nha, hello con anh. Con này áo hết bom mà. Anh Tuấn ơi, có còn lấy xe không? Lên đây này, lên đây này. Vâng, nhưng mà mình phải có xe mới đi được. Thằng kia chạy 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 để lên hai nhà. Hai cái nhà trên. Bộ giáp na thế rồi. Hoa ban trắng, tôi lên đỉnh đồi đi em. Có phải không bắn nhau này. Ok rồi mấy bạn. Sang đứng. Ui, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Anh tôi đây 5 cỏ. Không, không cần đẩy, không cần đẩy, không cần đẩy, không cần đẩy, không cần đẩy đâu. Để em lùi cho. Nó phải đứng lên nó, ok. Giật cá mình, cái thằng đỏ vừa nãy, thằng bộ đồ cỏ vừa nãy mình nhìn thấy đấy. Ui, có thằng đẩy phải rồi anh Tuấn ơi. Cho em quả smoke trước mặt anh Tuấn ơi. Hoàng thị ánh lực của hí lùi bé men. Nó lấy xe đi.